Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau sau một tuần sôi động của bóng chuyền trong nước cũng như quốc tế với hai giải đấu đáng chú ý, đó là Cúp Quân đội mở rộng năm 2022 và giải nữ vô địch thế giới đang diễn ra trên đất Ba Lan và Hà Lan. Rất lâu sau khi giải vô địch quốc gia khép lại, các giải đấu cấp câu lạc bộ mới lại được khởi động, trong đó đáng chú ý nhất là Cúp Quân đội mở rộng, quy tụ các câu lạc bộ hàng đầu ở cả nội dung nam và nữ. Rất nhiều trận đấu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao đã được diễn ra và chức vô địch thuộc về đội bóng xứng đáng nhất. Ngoài ra, tại giải đấu lần này, Hóa chất Đức Giang cũng cho ra mắt tân huấn luyện viên người Thái Lan với mục tiêu rõ ràng, đó là chức vô địch quốc gia sau 3 lần liên tiếp về nhì. Cùng với đó là những chia sẻ thẳng thắn của ông về những yếu điểm của bóng chuyền Việt Nam. Cũng liên quan tới Thái Lan ở giải bóng chuyền vô địch thế giới thì bất ngờ lớn nhất đã gọi tên đại diện của Đông Nam Á, đó chính là đội tuyển Thái Lan. Đội bóng xứ chùa vàng đã khiến cả thế giới bóng chuyền phải nhắc đến mình với chiến thắng đầy quả cảm trước đội hạng 6 thế giới, đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Và sau đây là những nội dung chi tiết của tạp chí bóng chuyền tuần này. Tuần qua, giải bóng chuyền quân đội mở rộng 2022 đã diễn ra tại Vinh với sự góp mặt của 5 câu lạc bộ nam, nữ, tên tuổi của bóng chuyền Việt Nam. Sau các trận đấu vòng bảng hấp dẫn, hai trận chung kết được xác định là nam quân đội gặp Thành phố Hồ Chí Minh và nữ quân đội gặp Ninh Bình Doveco. Ở vòng bảng, Ninh Bình Doveco đã để lại nỗi thất vọng lớn sau khi để thua trắng trước nữ quân đội. Song họ có sự trở lại ngoạn mục ở những ngày thi đấu kế tiếp để tái đấu với thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng trong trận đấu cuối cùng. Khác hẳn với trận đấu trước đó, Bích Tuyền cùng với đồng đội đã chơi ngang ngửa với đối thủ mạnh trong set đấu đầu tiên. Thậm chí có thời điểm họ đã san bằng cách biệt và vươn lên dẫn trước. Những phút cuối set 1, Bùi Thị Nga đã được tung vào sân và sự có mặt của phụ công kỳ cựu này đã giúp nữ quân đội lấy lại sự ổn định. Trong khi đó, những tình huống bước 1 không tốt của Ninh Bình Doveco, đặc biệt là ở vị trí của Đinh Thị Thúy, đã khiến họ đánh mất lợi thế dẫn điểm và nhận thất bại 20-25 đầy tiếc nuối. Set 2 đã không còn diễn ra kịch tính như set đấu đầu tiên, khi Ninh Bình Doveco chơi trùng xuống và để cho nữ quân đội dễ dàng tăng cách biệt. Chỉ đến khi đối mặt với set point, Ninh Bình mới chơi khởi sắc hơn phần nào và rút ngắn khoảng cách nhờ chuỗi lên điểm đến từ những pha giao bóng của Bích Tuyền. Dẫu vậy, đối chuyền khoác áo số 10 của Ninh Bình Doveco lại mắc lỗi phát bóng hỏng, qua đó giúp nữ quân đội có được chiến thắng 25-12 trong set 2. Ninh Bình Doveco đã có phần nào cải thiện được lối chơi trong set 3. Nữ quân đội đã thể hiện khả năng phòng ngự vô cùng hiệu quả, vô hiệu hóa rất nhiều tình huống đập bóng của Bích Tuyền và đồng đội. Thế trận một chiều tiếp tục được tái hiện và Hoàng Thị Kiều Trinh đã kết thúc trận chung kết với một pha giao bóng ăn điểm trực tiếp. Với chiến thắng 3-0, nữ quân đội đã lên ngôi vô địch một cách vô cùng thuyết phục với màn trình diễn hủy diệt xuyên suốt toàn bộ giải đấu, qua đó đem về cú đúp danh hiệu cho đội bóng quân đội. Trong khi đó, ở nội dung của Nam, hai câu lạc bộ Nam quân đội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra một không khí sôi động, kịch tính và giằng co. Ở trận đấu vòng bảng, Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng trong hai set đấu đầu tiên nhưng lại bất ngờ để đối thủ lội ngược dòng và giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Và trận chung kết, người hâm mộ kỳ vọng Nguyễn Văn Hạnh và đồng đội sẽ đòi lại món nợ trước tuyển Nam quân đội. Trước khi bước vào trận chung kết, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã phải trải qua trận đấu quyết định với Sanet Khánh Hòa. Đội bóng của thành phố mang tên Bác đã tốn khá nhiều sức lực để giành được chiến thắng sau 5 set đấu. Ở set đấu thứ nhất, Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện sự lấn lướt hơn ở những phút thi đấu đầu tiên. Thế nhưng với sức trẻ và sức khỏe, tuyển Nam quân đội nhanh chóng đuổi kịp tỷ số. Càng về cuối set đấu, sự kịch tính và giằng co càng được đẩy lên cao. Và với sự may mắn, Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng 28-26. Mặc dù giành được lợi thế với chiến thắng ở set đầu tiên, thế nhưng các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh lại bất ngờ thi đấu chệch choạc, thiếu tập trung hơn ở set 2 và set 3. Ngược lại, ở phía bên kia chiến tuyến, những cái tên như Văn Hiệp, Ngọc Thuân hay Duy Tuyến với những pha đánh biên 4 hay biên 2 liên tiếp gia tăng điểm số. Set 2 và set 3 nhanh chóng kết thúc với chiến thắng 25-17 và 25-15 của tuyển Nam quân đội. Dường như sau 2 set thua liên tiếp, Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy lại được sự tập trung của mình. Và lần này, với sự dày dạn kinh nghiệm của những người anh lớn đã giúp cho đội bóng thành phố giành chiến thắng 25-18. Một lần nữa, Thành phố Hồ Chí Minh và tuyển Nam quân đội phải bước vào set đấu thứ 5 để phân định thắng thua. Trong set đấu này, với lợi thế tạo ra được khoảng cách điểm an toàn, những tưởng Thành phố Hồ Chí Minh đã có thể giành được chiến thắng ở trận đấu này, nhưng không. Các cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã ghi được những điểm số quan trọng và giành chiến thắng 15-13. Chung cuộc, tuyển Nam quân đội giành chiến thắng 3-2 trước Thành phố Hồ Chí Minh và giành chức vô địch của giải đấu năm nay. Chức vô địch này là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền.
không để người hâm mộ phải chờ đợi, giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới FIVB World Championship 2022 đã chính thức khởi tranh vào ngày 23 tháng 9 vừa qua tại Hà Lan và Ba Lan. Sau loạt trận đầu tiên vòng bảng, bất ngờ lớn nhất thuộc về các cô gái Thái Lan. Chạm trán đối thủ hạng 6 thế giới Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện Đông Nam Á, dù hai lần bị vươn lên dẫn trước nhưng vẫn xuất sắc lật ngược thế cờ. Thái Lan bước vào hành trình FIVB World Championship 2022 với trận đấu mở màn được đánh giá vô cùng khó khăn khi đụng độ đội bóng đứng hạng 6 thế giới, cũng là đội bóng có thứ hạng cao nhất bảng B, đó chính là Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, với tinh thần ra sân luôn rất thoải mái, người hâm mộ đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn có niềm tin vào kết quả bất ngờ. Thế nhưng, những tình huống tấn công biến ảo với khả năng ghi điểm xuất sắc của Kakakert, Sahin